Chị Vi ơi, Vi ơi, người bao nhiêu cân nhỉ? Đang đi mua hải sản để nướng. Tôi mua hàu, mua hết 9 cân hàu này đúng không? Nhìn như khoai. Nhìn như củ khoai. Về phải tự làm ấy ngạ. Ôi, không ai banh ra chở. Ôi, bảo là không ai ấy cho hàu sống cả. Phải về rửa xong rồi luộc, nó tự mở. Nhưng mà nướng mà. Ừ, nướng là banh ra trước mà. Mình phải luộc qua trước để cho nó tự mở ra. Thế á? Ôi, bảo thế. Em biết sao được. Ủa, tại sao lại chế biến kiểu đấy nhỉ? Ủa tự nhiên sao phải luộc hàu lên xong mới nướng? Bởi vì gỗ này đang mất công lắm. Mình luộc hàu cũng là ok à? Bao nhiêu tiền à? Wow, cái này nó vừa rẻ vừa ngon này. Tin của bạn đi mua dép về đây. Tim của chúng mình chia làm hai đôi. Hai đôi đây là 70 nhá mọi người nhá. 75.000 mặc cả còn 70.000, cái này là 70.000 và cả 60.000 nhá. Sao đâu? Một tim là để đi mua thịt đấy. Vâng, vâng, mày in trả tiền nó thả. Ui, tiệp tiệp với quần áo này. Hay à? Đây để quay cho anh, để em quay cho. Đấy. Đấy, mọi người nhìn này. Ơi, ơ đợi. Quay quay ngang quay này. Outfit ơi. Nào nào nào, tao sao hại tao đâu mày. Rất là phù hợp luôn. Nào nào nào, đây đây đây. Đi luôn, đây giáp của anh Huy. Em thế, em thế. Đấy. Đây là giáp của anh Huy. Con Nike của anh Huy. Nike. Đi mấy năm rồi chứ Hồng? Rồi rồi, cái okay, đi. Ok ok là ấy. À, Thanh Đoàn đó. 60.000 cho một thảo nhá. Ok ok, một thảo thì cho anh số tài khoản nhá. Anh ở đây là chỉ có 15.000 để sống sót thôi. Em có mua đồng nào? Tiền mặt 10.000 cho mọi người ừ. Đi xe bất cần. Anh có 15.000. 15.000 đi vệ sinh rồi. Xinh lắm. Ủa sao mọi người mua ở đây xong lại lạng sang bên kia, sao lại mua ở đây? Có nghĩa là hỏi xem giá chỗ nào ở đây. Có nghĩa là mọi người phải đi chợ, mọi người phải tìm hiểu xem là cái bên nào nó có giá hơn. Ừ. Lúc đó là cô lấy của mình 160, xong mình sang bên kia cô lấy của mình 120. Đây này, đi chợ xong đầu bù tóc rối này. Thiếp có để mất vệ sinh ăn bằng phẩm đi chợ thì tóc bù tóc gãi ra gầu nó bay hết vào thịt thải ra. Cái của em vừa là lê tha lê thê này, để máu bê bê chết ở nhà này. Thiếp kia còn này. Lông lông chợ. Cả nhà, em xin lỗi mọi người. Có biết là tôi quay lên đây là hàng triệu khán giả cùng xem không? Không thể là mất vệ sinh an toàn thực phẩm này được. Có biết bao nhiêu kênh truyền thông ở đây không? Em xin lỗi mọi người. Em ngàn lần xin lỗi mọi người. Rất là nghiêm nghị. Mặc cả như một người phụ nữ thành đạt. Sáng gì như rồi cả ấy. Tuân thủ dịch Covid-19 cho 20
đây. Còn cô này không biết đi chợ, cũng không làm gì cả, đi mua đôi dép xong cứ check in về nó suốt. Lên án đôi dép ngành. Phải có nào là dép, phải có cái bông bông ở trên. Đen đen đi, dạ? cao thế này này. Ừ, đúng rồi. Đấy, đây mới là cái ngành. Đây dưới này có anh không? X, lên đi. Thế mình là lên biển. Mai mặc cái váy hồng luôn chứ, chỗ hết luôn. Ở bên này lá lặng đi mua gà rồi. Chưa em nửa tiếng mà chúng mình đã sắp xong rồi. Nhiều hả? Bớt đi đâu bao giờ là vậy. Đây. Không biết làm gì mà đi đi lại lại. Ê, nhưng mà có mỗi hai cái cảnh mọi người chơi chắc một cái không người có hai cảnh mỗi cảnh. Wow, tưởng mọi người sẽ toàn chỉ mua cánh với đùi thôi. Ủa, Vivi. Dạ. Em tưởng chúng mình sẽ toàn đi mua cánh với đùi. Em thấy nướng luôn ngon mà. Dạ. Yeah. Nướng luôn nó sẽ dễ hơn, còn đùi thì nó ít hơn, Đọc xem không xem thì sẽ thịt là quá. Anh sẽ đi tìm ra tim khác. Ôi chưa được, đi quay tim rau. Tim rau ở đâu? Kia, kia mọi người vẫn mua hải sản. Đang không tìm thấy các bạn hả? Tim rau. Thấy tim mua rau rồi. Rồi, chờ mọi người đang mua dưa hấu ấy. Anh có kinh nghiệm mua dưa hấu không? Bong bong đi. anh cũng chỉ biết người ta vỗ chứ anh vỗ anh cũng không biết là. Thế á? Cô anh đang mua gì? 80.000 em ơi. Mua gì đấy? Xoài à? Vâng ạ, bọn em xong rồi. Xoài đấy. Ui, tim này mua nhanh thế. Đây, chị Diệp ơi. Tim này có vẻ là chua. Mấy tim kia còn đang mặc cả. Tim này cũng mặc cả. Tim này mặc cả. Còn được quần mặc, rất khoát luôn. Ăn đi, anh lấy một quả không? Ăn thử. Quýt à? Hàng thử. Hàng dùng thử. Dưa hấu cả ở có tiền đấy à? Đây, bây giờ mấy cân. Lấy mấy cân quýt mà ăn ngon mà. Mọi người đã mua được những gì? Đây à? Được. Không phải có ngọt nhưng mà không bị cua. Rau bao tiền đây? Được. Thôi 20 thôi. Ăn quýt này khi mà công an sắp đến ấy. Thôi đang quay các bạn truyền hình. Bao nhiêu người biết đến cho nên là dừng lại ở đấy thôi. Dừng lại đấy. Ngày xưa em ăn ổi bị gãy răng này. Thôi, dừng đấy thôi. Thôi, hết tiền rồi. Đây là những gì mình mua? Vâng ạ. Rất nhiều luôn. Đây, hai túi này. Ui, ui cả một thùng đến đó. Đây là của cô. Đây, đây, em xách cho. Này, đây, thanh niên này, đây. Thanh niên méo này, xách cho này. Đang bận quay phim ạ. Thanh niên quay phim. Anh là team mua gì đấy? Đi mua dép. Đi mua dép. Đi một mình à? Dép thì vào mỗi ngày trường có mua dép không? Đi biển. Từ từ để em móc. Hết tất cả bao nhiêu đấy cả nhà? Còn bao nhiêu em? Cần 100.000. 100.000 mua quýt đi em. Quýt của chúng mình là 1 củ. Quýt mua rau, mua hoa quả, các thứ đồ khô là 1 củ. Đã hết 1 củ, còn 100.000. Chưa, đang còn. Còn 100 cơ. Hẳn 100.000. Nho 100 được, mang về mỗi đứa quả. Thôi để dành tiền để đi xe điện. Để đi về.
bọn em đã hết rồi. Tim này đã xong về đích đúng không? Ôi rồi mình về đầu tiên chắc chắn là đúng rồi. Tim các tim kia còn đang mặc cả với cả chặt gà chặt vịt đi. Nhưng mà đi này thơm to nhất đấy. Anh thêm cái này muối. Ồ. Sạch sẽ. Ồ mà. Còn mấy người đi đôi về cả. Mình nên đứng ở đây thôi. Đứng ở những chỗ khô thế này thôi. Rồi. Tim mua rau đã về đích.